Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ở Than, gần thủ phủ Mumbai của bang Maharashtra. Tính đến chiều nay, mùng 5 tháng 4, ngoài 28 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường, vẫn còn nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Trong số 28 người chết, có 7 phụ nữ và 9 trẻ em. Hầu hết nạn nhân là công nhân làm việc tại công trình xây dựng cùng với gia đình họ vốn sinh sống trong khu vực chưa hoàn thiện của tòa nhà. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đội cứu nạn từ Trung tâm ứng cứu thảm họa quốc gia đã tới hiện trường để dọn dẹp đống gạch đá. Điều tra sơ bộ cho thấy, một phần của tòa nhà 7 tầng đã bị sập trước khi toàn bộ kết cấu sụp xuống. Rất có thể việc nhà thầu xây dựng đã ăn bớt nguyên vật liệu là nguyên nhân gây nên thảm họa nói trên.